Chào bạn nha. Hôm nay thì mình đến với công ty Ngọc Phượng chuyên sản xuất các loại phụ tùng máy cài Việt Nam. Thì vô đây thì mình cho các bạn tham khảo một số nhông cùi dĩa của các loại máy cài hả bạn. Nhông cùi dĩa máy cài và phụ tùng dàn sớ máy cài hả bạn. Đây thì mình cho các bạn tham khảo một số nhông cùi dĩa máy cài. Cái nhông cùi dĩa này là cái gì của anh đâu? D28F. D28F ha. À Siboga ha. Còn cái này anh đâu? Cũng có Siboga, nó là 2500. D23 ha. D23F. Còn đây là cây nói cây gì anh? Cây nói lắp sới ha. Của thằng nào anh? Của 3400. 3400 Siboga ha. Còn cái này. Cái này của thằng Siboga luôn, 2m8, 2m6, 2m đại loại. Cái này anh đọc. Thì cũng của thằng Siboga đó, em tính dân dần. Anh đọc giúp em ơi. Kobashi đó. Kobashi. Không, Siboga, cái đó Siboga. 11, cùi nữa 11 găng đi với bánh găng 20 găng nè. Vậy là cùi là bánh găng của dàn sớ Kobashi phải không? Đây các bạn, bánh gần dàn sới của Kobashi ha bạn. Đó thì ở bên mình thì như mình đã từng nói với các bạn là rất nhiều cái video thì bên mình là chuyên sản xuất các loại phụ tùng máy. Thì ở đây không thiếu một cái phụ tùng nào hết về nhông cùi dĩa. Ở đây là nhông cùi dĩa của thằng cái gì anh đâu? Kobashi phải không? Kobashi ha. Đây các bạn. Rất là nhiều, do đó nên mình sẽ quảng cáo, mình sẽ nói về những phần từng phần cho bạn xem. Đây là cái thằng này của Siboga ha, Siboga 223F D23F nữa bạn. Đó. Rất là nhiều đây. Rồi cái thằng này là thằng gì? Cùi của 9550. 9550 ha. Cầu trước. Cùi dĩa cầu trước của 9550 nữa bạn. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua cái gì thì liên lạc ha bạn. Đó. Giờ thì mình đọc từng phần vậy thôi, còn mua cái gì thì liên lạc ha. Đây là nhông cùi dĩa của 337R ha. Đĩa X45. RS X45 à. V52 nữa đó. Cái này là của thằng V52 Siboga phải không? Đây là 7950. Đây các bạn là nhông cùi dĩa của thằng R cùi X45 V46 V52 nữa. Còn thằng này Kobashi hả? Kobashi 1m6 anh hả? Kobashi 1m6 hả bạn? Anh em nào mua thì liên lạc hả bạn, chứ mình không có báo giá được ha. Ở đây thì nó cái giá thì nó sẽ là rất là hợp lý để anh em yên tâm mua thôi. Còn thằng này có cái gì nữa anh? Kubota 7950 ha. Cái này là nhông cầu trước ha. Đúng rồi. Nhông cầu trước của 7950. Rồi, tiếp theo cái này anh. Này cái gì đây? Của Kobashi đó, vàng mét 8. Vàng mét 8 của Kobashi luôn ha. Này, vàng mét 8 của Kobashi luôn ha bạn. Rồi, đây tiếp theo. Là cái này là để
cầu okay. Cầu trước, cầu trước Mitsu luôn hả? Ừ. Cầu trước Mitsu Mitsu. À biết rồi, cầu trước của Mitsu hả bà? Mitsu này máy bao nhiêu anh? Cô Mitsu. Ừ. Ừ. Đây các bạn. Rồi tiếp theo mình xem những cái nhông cùi dĩa tiếp theo các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều, do đó là mình giới thiệu cho anh em và các bạn ai có nhu cầu cái gì thì liên lạc đó ha bạn. Cái này thì của thằng nhông cùi dĩa của Kubashi ha bạn. Nhông cùi dĩa của Kubashi. Tiếp theo luôn. Là cái này của là nhông cùi dĩa của Kubashi luôn anh hả? Kubashi nhiều quá ta. Dạ. Đây rồi tiếp theo cái nhông cùi dĩa này của thằng Isaki hả? Isaki và ba lớn mà bự dữ anh. À, nhông cùi dĩa của thằng cầu sao là của thằng Kubashi. Isaki là ba lớn. 283110. Còn cái này. Cái này nhông gì mà nhỏ xíu đây. À, nhông này của Isaki luôn ha. Dạ. Isaki cùi trước này có 8 răng ha. Hầu như là có tất cả các loại nhông cùi dĩa các bạn, do đó nên mình nói sơ cho các bạn tham khảo ha. Còn anh em mà có muốn nhu cầu mua cái gì thì liên lạc để biết thêm chi tiết ha bạn. Ha, các bạn còn đây là cái nhông cùi dĩa gì anh? Kubashi luôn hả? Xe cốt, cái này của thằng xe cốt luôn các bạn, không phải là nhông cùi dĩa của là máy cài thôi mà còn là xe cốt Kubashi luôn ha. Kubashi. À, đây để nói chung là tất cả các dòng cùi dĩa là ở bên mình đều có ha bạn. À, còn ở đây đây là cái gì anh? Này của thằng Danh Đe ha. Danh Đe là cái nhông gì của nó anh? Nhông cầu trước hay là nhông cầu trước của Danh Đe ha? 3036 là của thằng Danh Đe ha. À, đây là bạn 3036 của Danh Đe các bạn, nhông cầu trước của Danh Đe 3036 đó, cùi dĩa của tất cả dòng máy cài và xe cuốc nó đều có các bạn. Đây thì mình tiếp theo mình cùng xem ha. Đây là cái cùi này của thằng nào anh? Kubota mấy? Kubota dàn sớ anh hả? Dàn sớ 1m8 à? Đây, Kubota dàn sớ hả bạn? Đây còn đây là nhông cùi dĩa của là 4508 ha, nhông cùi dĩa của 4508. Đó bạn. Rồi tiếp theo thì mình cùng xem nhông cùi dĩa của thằng 4708 luôn ha bạn. 4708 luôn. Và đây là nhông cùi dĩa của thằng nào mà lớn dữ anh? À, xe lưu ha, nhông cùi dĩa của xe lưu các bạn. Đó. Cái này cũng của xe lưu luôn anh ha. Dạ. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc ha bà. Mình có thể là mình đặt hàng theo yêu cầu của bà con nông dân luôn chứ không riêng những mặt hàng này ha. Rồi bây giờ thì tiếp theo mình xem nhông cùi dĩa của Kubota. Kubota này KGS 1702. 3GS 1702 ha. Các bạn. Thì cái giá thành thì mình như mình cũng đã nói cho các bạn xem được biết ha, là giá thành rất là hợp lý, ở bên mình bán rất là hợp lý. À, tại vì ở đây là mình làm tận nơi các bạn, do đó nên nó sẽ rẻ hơn những cái đại lý cấp 1, cấp 2 ha. À, bạn đây, đây là nhông cùi dĩa bánh răng Kubota luôn ha. Kubota mấy anh? Ăn là 145. À, Kubota là 145 ha. Các bạn. À, đây rồi đây là Kubota 7040. Cái này cầu trước ha. Cầu trước 7040 ha. Các bạn, cầu trước của 7040 ha bạn. Hầu hết nên là mình đã nói là có tất cả những cái loại nhông cùi dĩa của máy cài 6040. À, cầu sau của 6040 luôn ha. Đó. Nhông cùi dĩa của 6040 luôn đây các bạn. Đây. Đó. Thấy chưa? Đó, rồi đây tiếp theo là cùi của 4202 ha. Đây là 4202 này. Kubota này dòng này là dòng máy nghĩa địa hết ta. À, dòng máy cài không phải là ấy hả bà, dòng máy 4202 hả bà. Rồi. Rồi tiếp theo, đây là cùi Kubota dàn sớ 1m8 ha. Rồi đây là dàn sớ
Mới nãy mình 2 mét 7 là 2. Mét 7 là 2 ha. Rồi, ở đây là danh đe ha. À, danh đe. Rồi đây là cái nhâm cùi dĩa của thằng gì anh? Hồng sao của ISP 2083140. 2083140 ha. 3110. À 3110. Đó, hầu hết như là có tất cả những nhâm cùi dĩa của máy cày ha bạn. Và dàn sớ máy cày. À, cái này. Cái này xe cốt ha. Xe cốt này của ba cô mít su các bạn, cô mít su xe cốt dòng này, xe cốt của cô mít su á, đây này pho là 4630 ha, dòng cùi dĩa của pho 4630 thôi mà. Rồi đây là Isuzu 5000 ha, Isuzu 5000. Còn thằng này Isuzu 58 à, Isuzu 5480. À, đây là dòng Isuzu 5480 cùi dĩa ha bạn. Các bạn. Rồi đây là đây, nhâm cùi dĩa của Yamaha UH 494. Dạ Yamaha 494 ha bạn. ATF. Đây là dòng dòng cùi dĩa của 494. Còn đây là nhâm cùi dĩa của thằng Đừng cất cái bộ Yamaha C30 kia đi ông nè. Các bạn. Đây các bạn. Cắt không? Đây là nhâm cùi dĩa của thằng đó. 5 54. Trước mặt. Dạ không. Ngay đó ngay kia.